Chào tất cả những linh hồn vô tội và thuần khiết, con yêu dấu của các cõi thiên đàng và của đấng vĩ đại, đấng tối cao, thượng đế toàn năng. Tôi chỉ sáng nói chuyện với quý vị để quý vị đừng lo lắng quá thôi. Tôi vẫn đang hồi phục. Với tôi, nó không chỉ là về phàm thân mà còn về bên trong. Cuộc đấu tranh nội tại giữa chiến tranh và hòa bình vẫn đang diễn ra, và tôi cố gắng lấy lại sức mạnh bên trong. Mặc dù từ bên ngoài không nhận ra điều gì, tôi nghĩ mình sẽ ổn, nhưng thế giới luôn luôn rất dễ thay đổi. Không bao giờ có thể biết từ giây phút này sang phút khác có bao nhiêu con người sẽ làm điều gì đó đánh mất cân bằng của sự thiện lành bên trong chính họ cũng như trong những xã hội xung quanh họ. Hãy cố gắng luôn luôn cân bằng thì quý vị sẽ ổn, giống như nếu quý vị biết rằng bên trong mình có một số tính phủ định nhưng cũng có rất nhiều tính thiện lành, thì ít ra hãy cố gắng cân bằng nó. Đừng khuyến khích, đừng hỗ trợ, đừng hủy hoại hoặc chiều chuộng bản thân bằng cách lắng nghe những tính phủ định của chính mình mà đã được truyền cho quý vị vào ngày sinh ra đời, hoặc thậm chí trước đó. Mỗi người sinh ra đời hoặc sẽ sinh ra trên thế giới này đều phải trả một cái giá nào đó mà không phải họ muốn chọn như vậy. Đó là cái giá phải trả để được sống trong thế giới hỗn loạn phức tạp này. Bởi vì nếu tất cả quý vị đều thuần khiết, thì năng lượng của quý vị sẽ không trộn lẫn, sẽ không thuộc về thế giới này. Quý vị sẽ bay lên cao, trở lại thiên cung. Cho nên, dù có vị linh sư, chư Phật, không phải gánh nghiệp của thế giới, các ngài cũng không thể ở lại trần gian này. Thật khó giải thích. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản, có thể hợp với quý vị. Nhưng quý vị đi làm việc, có lẽ có được một chút công việc tốt, lương cao, và công việc mà quý vị thích. Nhưng rồi, quý vị cần phải dành 8 tiếng, 10 tiếng hoặc hơn để phục vụ cho công việc đó. Mặc dù sự thật là cơ thể quý vị đôi khi không đủ sức và tâm trí có khi thật sự gây rắc rối cho chính mình quá nhiều vì nó bị quý vị ép. Khi quý vị cố gắng hoàn thành công việc cần phải làm, đó mới là vấn đề. Nó không giống như cái gì quý vị muốn hay không muốn, mà quý vị phải làm nó. Nếu muốn có công việc đó, được sinh ra trong thân thể vật chất, hầu hết chúng ta phải rất bận rộn với một số công việc thể chất. Nếu không, thì quý vị không thể chăm sóc bản thân. Dù có tài sản thừa kế từ cha mẹ hoặc một số người thân, quý vị vẫn phải làm việc để đảm bảo rằng nó còn nguyên đó và đủ để mình tiếp tục sinh tồn. Và thất nghiệp cũng là một công việc khó khăn, bởi vì nếu không có những điều thú vị để làm trong đời sống, thì tâm quý vị đôi khi có thể trở nên rối loạn hoặc bị ảnh hưởng bởi xu hướng xấu phủ định nào đó, từ bên trong hoặc từ bên ngoài. Bây giờ trên thế giới này, mọi thứ đều là công việc, dù là nhà sư thì cũng cần phải làm việc trong chùa và cũng phải chăm lo sao cho mình có đủ kiến thức để xứng đáng, để đáp ứng những nhu cầu, kỳ vọng của những tín đồ. Mà quý vị sẽ bị chỉ trích, sẽ được tôn thờ, sẽ bị đòi hỏi phải làm việc để đáp ứng những nhu cầu cầu xin thế tục của họ. Mà quý vị sẽ được đặt lên cao và họ sẽ nghĩ rằng quý vị là Phật rồi, là Thánh rồi, và họ không ngừng đòi hỏi với những điều thế tục nhỏ nhặt. Họ sẽ đến với quý vị, và nếu quý vị không đáp ứng hoặc cung cấp theo cách họ muốn, quý vị sẽ bị nghi ngờ đủ thứ pháp. Và nhân tiện nói về nhà sư, tôi chợt nhớ ra một điều. Đôi khi tôi thấy
Một số nhà sư ở đâu đó bị các nhà sư khác hoặc bị người khác chỉ trích. Và đôi khi, nếu chỉ có điều gì, các nhà sư nói mà được cho là không đúng hoặc không theo kinh Phật, thì các sư sẽ bị chỉ trích, hoặc bị quấy nhiễu, hoặc bị cấm, hoặc bị đuổi ra đủ thứ chuyện, thậm chí có thể xảy ra với một nhà sư. Tôi nói với quý vị rằng, xin đừng làm điều gì xấu đối với các nhà sư, chắc chắn có một số nhà sư xấu. Nhưng nếu quý vị chưa biết nhiều về họ, thì xin đừng nói điều gì làm tổn hại đến danh tiếng cũng như nỗ lực tu hành của họ. Đừng chỉ trích bất cứ nhà sư nào. Đừng để họ bị mất việc. Hãy để họ làm những gì họ có thể trong khả năng của họ, nhất là các nhà sư ăn thuần chay hoặc tối thiểu ăn cây chùa. Tương tự vậy với các tu sĩ khác, linh mục và nữ tu thuộc các dòng khác, từ các tôn giáo khác. Nếu quý vị không hiểu sự vận hành của nghiệp và sự vận hành của tình trạng xấu trong giai đoạn này, khi mà địa cầu chúng ta có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, thì ít ra xin đừng làm nó tồi tệ hơn cho các nhà sư. Các sư đại thừa, tôi không biết nhiều về tiểu thừa, ngoại trừ việc họ hầu hết đều ăn thịt động vật. Bất kỳ loại thịt nào, bất cứ lúc nào, có thể họ ăn ngày một bữa hoặc hơn một lần một ngày. Nếu họ ăn đủ loại thịt động vật, Đức Phật dạy rằng ai ăn thịt thì không phải là đệ tử của Ngài, và Ngài không phải thầy của họ. Câu này trong Kinh Lăng Nghiêm, Tam Tạng Kinh số 671, lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Tuệ Ariya hiện bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, con quan sát thế gian, sinh tử luân chuyển, oán kết liền nhau, rơi vào các đường ác, đều do ăn thịt và giết hại lẫn nhau. Những hành vi đó tăng trưởng thân, tăng trưởng tham sân, khiến chúng sinh không thể thoát khỏi đau khổ. Điều đó thực sự rất đau đớn. Này Đại Tuệ, nếu bất kỳ đệ tử nào của ta chẳng thành Phật, xem xét tùy càng mà vẫn ăn thịt, thì phải biết người đó chính là dòng dõi Thiên Đà La, chẳng phải đệ tử của ta. Ta chẳng phải là thầy của người ấy. Vậy nên, này Đại Tuệ, nếu muốn cùng ta làm quý thuộc, thì tất cả các thứ thịt đều chẳng nên ăn. Điều đó là điều tôi biết. Hiện nay, các tu sĩ Mahayana, nghĩa là tu sĩ đại thừa, họ ăn thuần chay hoặc tối thiểu là ăn chay trường, nghĩa là có lẽ đôi khi họ uống sữa. Tôi không chắc cho lắm là họ ăn gì, nhưng họ chấp nhận những ai ăn chay, không biết quá nhiều về việc ngành công nghiệp trứng, quá tàn bạo đối với những con gà con và người thân gà ra sao, cũng như không biết quá nhiều về cách đối xử vô nhân đạo với những người thân động vật bò trong xí nghiệp chăn nuôi thân động vật. Vì vậy, xin đừng quá khắc nghiệt. Ít ra họ cũng làm hết sức mình. Những gì họ nghĩ là tốt nhất, những tu sĩ này, họ mặc áo cà sa, có lẽ họ không biết nhiều về Phật giáo, họ chỉ biết hay là hiểu trong khả năng của họ, vì không phải lúc nào họ cũng gặp được một vị thầy tốt để dạy dỗ họ. Ý thức thật sự đằng sau tất cả lời dạy của chư Phật, vì vậy xin hãy giữ im lặng. Nếu quý vị không tin cậy họ hoặc không tôn trọng, ít ra hãy tránh, đừng lăng mạ họ hoặc làm cho đời họ khó khăn. Vì họ mặc áo cà sa, điều đó tượng trưng cho lòng từ bi và lời dạy của chư Phật, nó đại diện cho điều đó, tối thiểu là như thế. Nên có lẽ họ sẽ đánh thức lại hạt giống trong một số tín đồ, thắp lại lòng từ bi của Đức Phật. Khi nhìn thấy các nhà sư, các sư đại thừa, ít ra các tín đồ sẽ nhớ Đức Phật đã dạy về lòng từ bi và ăn thuần chay. Tôi đã nói với quý vị rồi, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta thậm chí không nên ăn mặc lụa, thậm chí không được dùng lông vũ nào, và thậm chí không nên uống sữa.
bất cứ gì liên quan đến người thân động vật. Nhưng hiện nay hầu hết mọi người không biết nhiều, họ không có một vị thầy chân chính để dạy họ, cho nên xin hãy khoan dung. Chỉ nên biết ơn với tất cả các chư tăng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Quý vị có thể gặp họ, có thể để ý họ hoặc không để ý, nhưng họ là những người giúp sự cân bằng nào đó trên thế giới này, tránh khỏi mọi lo lắng thế tục và mọi tham vọng lợi lộc trần gian đang nhấn chìm con người. Thế giới của chúng ta hiện giờ đang gặp nguy hiểm khủng khiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tôi nói với quý vị bây giờ vì tôi không chắc liệu mình cũng có thể tồn tại hay không. Tôi vẫn chưa đủ sức để làm việc vì trong người chưa khỏe, cho nên tôi phải lấy lại sức. Nhưng chỉ vì nhiều quý vị lo lắng quá nên tôi nói đôi điều để tiếp tục nhắc nhở quý vị. Bất cứ khi nào tôi có thể, chẳng hạn tôi chưa đủ sức để làm việc hết mình do truyền hình vô thường sư, các nhà sư như tôi đã nói, họ là con người, họ có thể chưa ở cùng đẳng cấp như Đức Phật, nhưng họ đang cố gắng, họ đang tu tập để tới đó. Điều đó cũng quan trọng. Từ trường cao khác này muốn thành Phật trở lại, đồng nhất với bản lai diện mục, đồng nhất với Thượng Đế, đó là từ trường rất tốt để cân bằng thế giới chúng ta. Bây giờ thấy đó, như khi còn là một đứa trẻ, quý vị chỉ học ABC, nhưng vẫn muốn học để sau này vào đại học. Và điều đó rất tốt. Nói về Thượng Đế, nhiều người sẽ nghĩ rằng các Phật tử không tin vào Thượng Đế, điều đó không đúng. Lấy ví dụ ở Trung Quốc, khi mọi thứ không tốt đẹp, họ sẽ nói, nghĩa là ôi trời ơi, cũng giống như quý vị nói trong tiếng Anh, chỉ là cách diễn đạt khác nhau, ngôn ngữ khác nhau thôi. Trong tất cả các tôn giáo, tất cả đều đề cập đến Thượng Đế. Khi có người hỏi Đức Phật, thưa, có Thượng Đế nào không? Đức Phật đáp, ta không thể nói có Thượng Đế hay không, có Thượng Đế, nhưng có cái gì mà từ đó vạn vật sinh khởi và vạn vật sẽ quay về trở lại cái đó? Và nếu đó không phải là Thượng Đế, thì hãy cho tôi biết đó là gì. Trong các tôn giáo khác, họ nói thẳng hơn. Họ nói rằng Thượng Đế đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Đó là nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta là con cái của Thượng Đế và sẽ trở về với Thượng Đế đó. Cho nên đừng tranh luận với tôi về câu nói có Thượng Đế hay không có Thượng Đế, hoặc Thượng Đế không phải là Phật giáo. Nhưng trong tất cả các tôn giáo, phần lớn họ đều khai các ân sư là những đấng vĩ đại hiện diện của Thượng Đế. Tôn giáo nào tuyên xưng có Thượng Đế hoặc có giáo lý chánh pháp trong đó thì họ đều kính trọng các vị sư, họ đi theo các vị minh sư, tôn thờ các vị minh sư, tin tưởng các vị minh sư. Thậm chí có người còn tuyên bố nếu Thượng Đế và minh sư đứng cạnh tôi nên lễ ai, tôi nên lễ ai, tôi đi theo minh sư vì minh sư là đấng đã dạy cho tôi, đưa tôi ra khỏi khổ đau, ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vì vậy những tín đồ họ luôn tôn thờ các vị minh sư mà họ đã chọn vào thời đại của họ, nhưng trong thâm tâm họ đều biết có Thượng Đế. Và tôi đang nói với quý vị bây giờ là tôi chỉ đang dẫn dạy tôn giáo đại đồng. Chúng ta có Thượng Đế và rồi chúng ta có minh sư. Vì vậy minh sư là đấng đích thân dạy dỗ chúng ta, đem đến giáo lý ước lành và giúp chúng ta bằng mọi cách. Nhưng chỉ có một Thượng Đế thôi, cũng giống như cha mẹ quý vị vậy. Cha mẹ rất giàu có và quyền lực, nhưng họ phải làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong nhà hoặc trong doanh nhân, thậm chí có vốn nuôi để chăm sóc quý vị từ nhỏ. Và dĩ nhiên quý vị thương yêu bà vốn nuôi đó vì bà dành nhiều thời giờ cho quý vị. Bà chơi với quý vị, chiều chuộng, thương yêu và làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Nhưng đó là do quyền uy của cha mẹ quý vị, bởi vì tiền lương của cha mẹ quý vị. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, quý vị phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Nên dù đi theo tôn giáo nào, quý vị phải nhớ rằng có Thượng Đế đằng sau, tại vì trước khi minh sư nhắn trời, hay đã ban cho Ngài sự tồn tại của minh sư đó. Cho nên, đừng bao giờ quên Thượng Đế toàn năng, nguồn cội của vạn vật, cũng như sự hiện diện của quý vị. Ở Việt Nam, khi cầu nguyện, người dân thường, họ không cần phải là Phật tử hay gì cả, hoặc không cần phải nói về lời dạy của Đức Phật. Họ nói,
Xin lạy trời Phật, xin hãy ban phước cho con. Hoặc trời Phật, biết con đang làm gì? Họ cũng đề cập đến Thượng Đế. Tôi không biết nhiều về các quốc gia khác vì không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi chắc chắn họ cũng làm như vậy. Vì vậy, dĩ nhiên, các vị linh sư là nơi nương tựa, là nơi tin cậy của quý vị trong đời này. Nhưng đừng quên cha của quý vị, Thượng Đế toàn năng đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất của vạn vật. Đừng quên điều đó. Nếu quên, quý vị sẽ là những đứa trẻ vô cùng bất hiếu. Thành ra tôi yêu cầu quý vị tán thán Thượng Đế. Và đó là lời tán thán rất mạnh mẽ mà tôi đã dạy quý vị. Và tôi rất hy vọng rằng những người ngoài kia cũng thực hiện lời cầu nguyện đó, để đời họ được tốt đẹp hơn bây giờ, và linh hồn họ sẽ được cứu rỗi sau này. Bởi vì họ cũng đã được truyền phước lành rất lớn lao vào những lời này. Và món quà của Thượng Đế là cho tất cả chúng ta, và Ngài đó cho phép tôi chia sẻ món quà. Vì vậy đừng quên tán thán Thượng Đế, tán thán con Thượng Đế, tán thán tất cả các vị nhân sư, và cảm tạ tất cả chúng sinh cao thượng mà đã tuân theo thiên ý để duy trì sự sống của quý vị. Quý vị cần tất cả những người cao thượng này, những người muốn sát đường liều mạng để điều tra sự tà ác đối với người thân động vật, những người xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh, bất chấp nguy cơ có thể bị bỏ tù và bị đánh đập hoặc bị giết chết, những người điều hành trong mọi thời tiết để đấu tranh cho sự tự do và đời sống xứng đáng trên địa cầu của người thân động vật. Chúng ta báo ơn tất cả chúng sinh trên địa cầu này, tất cả người thân động vật cũng không ngừng dạy chúng ta tình thương. Tôi ở trong phòng một mình, nhưng nhiều lần mạng sống của tôi đã được cứu khỏi bọn gián điệp và đủ loại, bởi vì tôi tham gia phản đối chiến tranh. Tôi đã gây phẫn nộ cho những người trong đảng chiến tranh, và tôi đã nói quá thẳng trong một số tình huống chính trị vì tôi thấy đau đớn cho những người công dân khác, những người bất lực vô tội bị hãm hại bởi ác quỷ, đội lốt con người này. Vì thế họ ghét tôi. Tôi có nhiều kẻ thù, chứ không chỉ có bạn hữu. Tôi cũng có một số bạn hữu bất ngờ, như một vị sư nào đó đã nói rằng ông ấy là bạn của tôi. Tôi chưa bao giờ biết ông ấy, không biết tên ông, không biết ông từ đâu, cả đời chưa bao giờ thấy mặt ông, chẳng hạn như thế đó. Có một người bạn cũng tốt, mặc dù có người đã gửi cho tôi bài phỏng vấn của họ, đời tôi trên YouTube hay là Việt Nam. Tôi không biết gì về ông ấy. Tôi chỉ nhớ rằng ông ấy mặc một chiếc cà sa màu sắc rực rỡ và khoác chiếc khăn giấy lụa nhiều màu sắc của nhà sư trong buổi phỏng vấn. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy khăn giấy lụa của nhà sư đầy màu sắc hào nhoáng như vậy. Ít ra ông không phải là kẻ thù của tôi. Ông không tuyên bố tôi là kẻ thù của ông, thế là tốt lắm rồi. Mà nếu ông ta không được thông tin đầy đủ sự thật về con người tôi, hay sự hiểu biết thế giới bên ngoài, cũng như địa vị tâm linh bên trong của tôi, thấy không, giống như một học sinh tiểu học không thể hiểu hết được một vị giáo sư đại học, điều đó có thể tha thứ được. Nhưng bản thân quý vị, xin đừng vì thương mến hay ngưỡng mộ tôi mà gán tên hoặc công việc của tôi cho bất kỳ cư sĩ nào, bởi vì ai biết được họ có thể hiểu lầm, hoặc người khác có thể hiểu lầm và cho rằng tôi cố dùng danh hiệu của vị sư đó để nổi tiếng hơn. Tôi không muốn có gì liên quan tới bất kỳ ai nổi tiếng hay không nổi tiếng, bất cứ gì hết. Tôi làm việc một mình với sự giúp đỡ phần nào của quý vị. Thế thôi, người thân cáo đến nói với tôi rằng hôm nay xin đừng mở cửa bước sang vườn sau nhà, vì có bọn giáo thám ở đó đang theo dõi ngài từ xa. Ngày nay thật dễ dàng để quan sát bất cứ ai, nếu nghi ngờ họ ở đó quá dễ dàng. Và người thân chim đến, người thân cáo đến, ngay cả người thân chó của láng giềng cũng đột nhiên sủa. Tôi có người thân chó không bao giờ sủa, chỉ khi tôi gặp nguy hiểm thì họ mới sủa. Xin đừng ra vườn thiền vì có bọn gián điệp đang theo dõi, bởi vì tôi thích ở trong nhà kho vào ban đêm chẳng hạn như vậy. Nó yên tĩnh hơn và một mình, xa công việc và mọi thứ, để tôi có thể yên bình và thiền hơn. Nhưng có những ngày, người thân chó
Nói với tôi xin đừng và có những đêm tôi đã ở bên ngoài rồi. Người thân cháu sủa vào nó, xin đừng đi trong này, xin hãy vào trong này, vào trong ngay. Và người thân chim, thậm chí còn thức dậy vào lúc nửa đêm đến và kêu quát, và người thân cá đều chạy đến chỗ tôi để nói xin đừng ở bên ngoài, hãy vào bên trong. Tôi mãi mãi mang ơn tất cả mọi người, những người trồng rau, tất cả mọi người mà tôi vẫn còn sống tới hôm nay, và tất cả những người đã bào chế ra loại thuốc thuyền chay tự nhiên mà tôi có thể uống, và những bác sĩ đã chăm sóc cho tôi trong tình trạng thập tử nhất sinh trước đây. Nghiệp quá nặng nề đến những cơ thể tôi bị ảnh hưởng và phải chịu phẫu thuật đủ mọi thứ. Tôi mãi mãi mang ơn họ và cầu nguyện cho họ. Tôi cảm ơn Thượng Đế đã bảo vệ và giải thoát họ. Tôi cũng làm những gì có thể cho họ. Ngay cả một số chính trị gia mà trước đây tôi không hề quen biết cũng bất ngờ đưa tôi ra công chúng như thiền chỉnh Honolulu Hawaii trước đây. Ông ca ngợi tôi và trao cho tôi giấy chứng nhận công dân danh dự. Ngài cũng mang tình thương đến những nơi trên thế giới còn hận thù. Ngài mang hy vọng đến những nơi tuyệt vọng, và Ngài mang lại sự an hiểu đến những nơi có sự hiểu lầm. Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân, là thiên thần tự ái của tất cả chúng ta. Tôi chỉ có thể lấy cớ để đưa ông lên cõi mới của tôi. Tôi rất vui vì điều đó, rất hạnh phúc, và bất cứ ai tốt với tôi, cho dù họ thậm chí chưa ăn thuần chay, tôi cũng có thể lãnh nghiệp của họ và đưa họ lên cõi mới của tôi. Và tất cả những người thân chim chó của tôi gần đây, họ báo cáo với tôi rằng một trong những người thân chó của tôi đã qua đời. Cô chó này vô cùng gắn bó với tôi. Cô tên là Happy, người thân chó của tôi trước đây. Một số họ là những người thân chó trước đây của tôi đã đầu thai trở lại để bảo vệ tôi, hỗ trợ trong lĩnh vực nào đó. Trong một khoảng thời gian, nói về điều đó, có một lần một người nào đó ban cho tôi một món quà đặc biệt mà tôi quên cảm ơn. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, cách đây vài năm, chắc có lẽ ít nhất là 5-6 năm, khi chúng tôi vẫn còn tại trung tâm Menton ở Pháp, có một nữ đồng tu. Quý vị biết cô ấy, tôi không muốn đề cập tới tên của cô ấy vì sợ quý vị sẽ vây quanh cô ấy. Cô ấy là người Trung Quốc, và cô ấy đã kể về nhiều trải nghiệm thần kỳ khi nhìn thấy chư Phật đến gặp chúng ta khi chúng ta có biết quan. Vậy là quý vị biết cô ấy rất sợ. Anh cô ấy cũng là một nhà sư, có một ngôi chùa ở Trung Quốc. Cả hai họ đều là thành viên của hội chúng ta, vì thế không phải sư nào cũng xấu. Làm ơn, xin đừng nghĩ gì cả. Cô đồng tu này mang đến cho tôi một món quà giống như là xá lợi của Phật từ Trung Quốc. Tôi nói, cô không cần phải làm gì hết. Tại sao hãy cúng dường cho chùa vì họ cần nó hơn? Nên cô ấy nói, dạ không, không. Ngày này đặc biệt tới gặp con trong hoàn cảnh nào đó, và ông nói với con, đây chỉ dành riêng cho Ngài. Tôi hỏi cô ấy, làm sao ông ấy biết tôi là ai? Tôi chưa bao giờ gặp ông, và ông cũng chưa bao giờ gặp tôi. Xin cô ấy nói, dạ không, ông ấy biết tên Ngài. Và cô ấy nói cho tôi nghe tên đó của tôi, tên mà không một ai trên toàn thế giới biết. Ông ấy biết tên đó. Tôi chưa bao giờ biết ông. Và ông nói, ông tên là Mahakali. Ôi chào, đến giờ tôi vẫn nổi da gà. Ông nói tên ông là Kali. Và tên tôi là như thế. Ông đề cập tên đó của tôi, vốn là tên của một trong những đệ tử của Đức Phật. Và thế giới không biết tên đó mà tôi có. Tôi nói cho quý vị biết tên nào để làm gì, dù sao, thì làm sao quý vị biết được, làm sao tôi có thể chứng minh điều đó. Cho nên, tôi rất biết ơn ông. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều và cầu mong chư Phật mười phương gia trì cho Ngài.
Cầu xin Thượng Đế toàn năng ban cho Ngài mọi điều tốt đẹp nhất và cho cả những người thân yêu của Ngài, và cầu mong Ngài đạt được bất kỳ mục tiêu cao cả nào. Tên của Ngài đã làm tôi nổi da gà, bởi vì cha Diếp là một trong những tỳ kheo được vô cùng tôn kính và là người kế vị của Đức Phật, và Ngài hoàn hảo về mọi mặt. Vì vậy xin cảm ơn Ngài đã cho tôi biết lại tên đó. Nhiều ngày đã chọn tên Ngài vì lòng tôn kính. Cũng như trong Thiên Chúa Giáo, người ta đã chọn tên của họ Yeshua hoặc Paulo hoặc Simon chỉ để tôn kính các vị thánh đã theo Chúa Giêsu. Xin Ngài giữ tên thánh thiện đó mãi mãi. Cầu mong Đức Phật ban cho Ngài thật nhiều phước lành và trí huệ, như cách Đức Phật đã ban cho Bồ Tát Mahakajip tôn kính. Xin cảm ơn Ngài, và cũng xin cảm ơn cô đồng tu. Lúc đó chúng ta không có nhiều thời giờ để nói về chuyện đó, vì tôi luôn bận rộn. Nhưng chúng ta đang biết quan, và cũng vì lý do đó cô mới đến. Và chúng ta chưa bao giờ có nhiều thời giờ để nói về điều đó. Cảm ơn cô đã cho một món quà tốt của chân lý. Cảm ơn cô đã mang cho tôi món quà đó mà tôi rất trân quý, và tôi đã mang món quà đó đi nhiều nước khác nhau. Nhưng rồi lần cuối tôi phải chạy mà không thể mang theo. Quà đó có thể ở đâu đó trong hang động cũ của tôi, ở đâu đó trước đây. Nếu có cơ hội tôi sẽ tìm lại, đừng lo. Dù sao đó không phải là về xá lợi, đó là một biểu tượng của Đức cho sự thánh thiện và lòng từ bi của Ngài đối với thế giới. Tôi đã ghi nhớ trong lòng rồi, nên sẽ không bao giờ làm mất. Xin cảm ơn. Có điều nếu cô có bao giờ gặp lại vị đó, xin hãy cúi đầu chào Ngài giùm tôi. Như thế cô cúi đầu chào Ngài Mahakajip. Cúi chào một cái, hai cái, ba cái, bao nhiêu tuổi ít cô, để cảm tạ Ngài về món quà quý báu. Vì quà đó không có ý nghĩa gì về mặt tiền bạc, nhưng với tôi quả đó còn hơn cả trang sức quý giá nhất trên thế gian này. Tôi cảm ơn cô và cảm ơn Ngài vô vàng. Hãy nói với Ngài điều đó. Nếu cô gặp lại Ngài, tôi mang ơn tất cả mọi người, động vật, thậm chí cả cây cối và mọi thứ trên địa cầu này. Thành ra tôi đang cố gắng phục vụ tất cả quý vị. Một lần nữa, nếu có vị sư nào mà quý vị cho là không tốt hay suy nghĩ lại, tôi biết có một số nhà sư tốt, một nhà sư xấu, nhưng quý vị phải biết sự thật trước khi chỉ trích họ. Tôi biết một số vị sư của tôi trước đây cũng không tốt lắm. Một trong số họ thậm chí còn bắt chước tôi về mọi mặt, không chỉ về giáo lý mà một cách thậm chí mặc một số trang phục nữ tính tương tự như một nhà sư. Một số người đến chỉ để thọ tấm ấn và không thành thật sự tu hành gì cả, chỉ vì những mục tiêu đầy tham vọng của riêng họ, vì danh lợi, và họ có thể làm bất cứ gì, và họ cố bắt chước tôi đủ thứ. Nếu quý vị là Phật, quý vị sẽ biết. Và bây giờ tôi nói cho quý vị biết, tôi là một vị Phật, còn khi ngày mai tôi chết, và tôi là một vị Phật vô cùng đặc biệt cho thời kỳ thảm họa này của nhân loại. Tin hay không tùy quý vị. Tôi không dám nói dối trước Thượng Đế toàn năng hay tất cả chư thánh hiền trong toàn thể vũ trụ. Tôi là Phật Di Lặc mà quý vị đang chờ đợi. Tôi cũng là Chúa Giêsu hay đấng cứu thế mà quý vị đang chờ. Tôi nói điều này một lần và mãi mãi. Thượng Đế muốn tôi nói với quý vị điều đó. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian quý báu của quý vị để chờ đợi nữa. Chỉ cần sống đạo đức, tán thán Thượng Đế, đấng yêu thương và thăng hoa quý vị. Tạ ơn tất cả các vị minh sư chư Phật cho tất cả những gì quý vị được ban cho và cho những ban tặng khác nữa. Nếu quý vị còn xin, tạ ơn cho sự giải thoát của quý vị. Thế giới chúng ta có thể sụp đổ bây giờ và bất cứ làm ơn nhân lên, hãy nhanh lên.
Hãy sám hối, hãy hành thiện, ngợi ca tượng đế, ngợi ca tất cả các vị minh sư. Xin hãy nhanh lên, trong trường hợp các nhân viên tiên đàn ở Đức không thể cầm cự lâu hơn vì nghiệp khổng lồ của cả thế giới. Dĩ nhiên có nguy hiểm khi nói với quý vị sự thật này về quả vị Phật và công việc của tôi. Nhưng lúc nào tôi phải nói, Thượng Đế muốn tôi nói, bởi vì đây là điều cần thiết. Nếu không, tôi có thể không có cơ hội để nói với quý vị nữa. Hy vọng tôi tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa để giúp quý vị và thế giới. Nhưng nếu không, tới xa, tôi nói toàn bộ sự thật. Để quý vị biết, quý vị có thể có quyền được biết. Quý vị xứng đáng được, vì quý vị đã vô cùng tận tâm và thành tinh. Tôi cảm ơn tất cả quý vị. Những ai thành tinh và thành tâm với Thượng Đế như thế, đó là mục tiêu quan trọng, mục đích thực sự duy nhất của đời quý vị và là đệ tử của tôi. Quý vị đã tìm thấy mục đích của mình. Bây giờ quý vị biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu của mình. Một số quý vị gần như đã tôi xuống trần lần này đặc biệt chỉ dành cho nhân loại. Tôi làm những gì có thể. Một số người nói rằng nếu quý vị là A-la-hán hay là Thánh và là Minh Sư, thì quý vị không biết rằng mình là Phật, mình là Minh Sư. Quý vị biết, nếu quý vị là vậy, thì quý vị biết, không phải vì các bậc A-la-hán hay một số Minh Sư không. Các Ngài là Minh Sư, thì điều đó, không Minh Sư nào biết rằng Ngài là Minh Sư hay không phải là Minh Sư. Các Ngài biết chứ. Một số không biết tại vì họ chưa tới đó. Họ chỉ đi theo minh sư của họ. Đại diện hàng giáo lý, lực lượng của minh sư để truyền lại giáo lý cho những đồng tu trong số những người theo họ. Đó là nhờ minh sư. Họ đề cập đến minh sư của họ, họ sẽ tôn kính minh sư của họ chẳng hạn. Họ đều biết Đức Phật không nhắc đến thầy của Ngài, nhưng Ngài đã theo một vị nào đó, vị thầy sai lầm nào, cho tới khi Ngài thức tỉnh và tìm được vị thầy chân chính. Nếu không, thì làm sao Đức Phật biết Ngài là Phật? Ngài bảo quý vị rằng Ngài là rõ ràng và công khai, và Ngài thậm chí còn nói, ta đã là Phật từ muôn thuở đời đời mãi mãi. Vì vậy, thậm chí từ thời xa, điều đó không có nghĩa là Đức Phật khoe khoang. Ngài chỉ nói với các đệ tử của Ngài toàn bộ sự thật. Quý vị có thể thấy lời dạy của Ngài, có thể thấy sự gia trì của Ngài cho các đệ tử và những người theo. Thì quý vị biết rằng Ngài là Phật. Dù Ngài có nói với quý vị hay, Chúa Giê-xu đã biết rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài nói với quý vị, ta và cha ta là một. Ngài dám nói như vậy để làm gì? Tại vì đó là sự thật. Và Đức Tiên Tri Muhammad, mình đang ở cùng Ngài, cũng nói rằng Ngài là sứ giả của Đấng Allah. Ngài nói sự thật. Nếu quý vị tốt nghiệp bác sĩ y khoa, quý vị có biết không? Sẽ biết. Chỉ khi còn đang học mà người ta hỏi quý vị có phải là bác sĩ không? Thì quý vị mới nói, ồ chưa, tôi đang học để làm bác sĩ. Tôi biết một số phương pháp y học để chữa trị cho con người, thuốc men và này nọ, nhưng tôi chưa phải là bác sĩ. Chỉ những người chưa là bác sĩ, ít ra họ thành thật. Chỉ những người chưa là bác sĩ mới đi sang ngoài giả mạo chữa bệnh cho người ta hay gì đó, tìm mục đích riêng để kiếm tiền, rồi sau đó trốn tránh pháp luật. Thì dĩ nhiên đó là sự khác biệt. Nếu chưa là minh sư, nếu chưa biết mình là Phật, thì quý vị không thể nói mình là Phật, vì nói như thế là nghiệp rất nặng. Để tôi nói cho quý vị biết tại sao quý vị đang nói dối. Đó là đại vọng ngữ theo Phật Pháp, lời vũ trụ mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đó là lời nói lớn nhất. Tại sao? Tại vì quý vị đã lừa dối nhiều người khác để rơi vào đẳng cấp thấp kém như mình. Và quý vị cũng xúc phạm người thân chư Phật, chư Phật của mọi thời đại.
các vị nữ sinh bị Lord thương, Jesus bởi know vì that he quý is vị the son hạ of cấp God. các That's ngài. why he told Quý you, vị đang kéo các my ngài xuống father đẳng and cấp I thấp của ma are quỷ, one. thấp kém của mình. Đó là tội What nặng for nhất did he dare to mà say quý vị that? có thể phạm Because this trong is the luật truth. tâm linh vũ trụ. Bởi And vậy, the quý prophet vị tự Lord, xưng may mình là mục peace be sư, upon him, said that he was the messenger thì of quý vị Allah. không phải. He told the truth. Đức Phật nói quý If vị you sẽ bị gọi địa graduated ngục vô as a gián medical doctor, nếu phạm wouldn't tội you như know vậy. it? You'd know it. Bởi vì quý vị không biết gì hết, Only when you're still learning mà to chỉ be dựa a vào những doctor, ác quỷ and này people ask you, are you a đang tạm thời doctor? nhập vào quý And you say, vị, oh, not yet, I am và quý vị aiming có to chút be. thần thông u la hát I gì know đó, some medical, và quý vị làm cho những người ways theo to quý treat vị people and nghĩ quý vị medicine là and all quan that, trọng, but I'm not và yet a rồi quý doctor. vị hành động như thế, Because they are hạ not. thấp địa At vị least của they are tất cả các honest. vị Phật, Only the ones who are not yet a giống như doctor so and sánh go địa vị out and cao take it siêu, to treat thánh thiện people or của các something ngài với for đẳng their cấp own thấp purpose kém to ma gain quỷ money and then run bị away ám của quý afterward vị. from the Bây giờ law. quý vị đã hiểu And of chưa? course, Cho there's a nên difference. đừng làm điều đó. Nếu là If Bồ you are Tát chân not chính, yet a master, if you thì don't quý know vị yet sẽ you biết are điều a đó. Buddha, Nếu you quý vị cannot không say biết that you gì are a Buddha. về thế giới tâm linh thực sự bên Because trong, that is very bad thì quý karma. I vị tell không you phải why. là bậc Because giác ngộ. Nên đừng you're lừa dối những lying. người dễ That's the bị lạc biggest lie, according to vì động Buddhist cơ thấp law, hèn ma quỷ của the chính mình. universal law that Buddha taught us. Quan Âm Bồ The Tát biggest Ngài lie. biết, Why? Because you Ngài thưa với Đức Phật mislead many other những gì people Ngài to sở fall hữu, into the những same gì low Ngài đã level tu hành as pháp you. môn Quán Âm, And phương you pháp nghe also bên you trong, offend the phương pháp Buddhas giảng dạy nội of the tạng, 10th thành ra direction, Ngài có thể nghe thấy mọi the nơi Buddhas of và all giúp mọi chúng time, sinh, the cầu masters Ngài of giúp all đỡ. directions, Ngài because đang nói you với Đức Phật degrading them, và Pháp hội sự and you thật dragging them down into về địa your vị tâm low linh thật sự của demonic Ngài. level. Có That khi is Quan the Âm Bồ Tát worst thị crime hiện you dưới can hình thức commit in the universal người nữ, spiritual law. có khi thể hiện hình That's thức why you người should nam, not để proclaim mình có thể yourself a gọi master Ngài when you're not. không thành vấn đề. Chúng ta thực The sự Buddha said you will không be có condemned cơ quan to sinh the dục nào trong relentless linh hell hồn để nói of rằng 18th tôi là century. nam hay tôi là nữ. Because you don't know anything. Kiếp trước, kiếp cuối cùng, You ngay just trước rely kiếp on này, these tôi là demons một người đàn ông ở Ấn temporarily Độ. possessing you and Lúc you have đó tôi là some Đại Minh little Sư, hula hula Baba somewhere and then you Suvanshai. think you are something. And Bây you giờ make tôi your nói cho quý vị biết followers sự thật. to think that you are something. Tôi And không then ngại act nói as sự thật cho if quý vị này. you're degrading all the Tôi Buddhas vốn là người kín tiếng status, hơn. like Trước giờ tôi comparing không đích that thân superior holy nói những điều status này với to quý your vị lowly vì tôi demonic muốn giữ công việc của mình possessed trên địa level. cầu You got that now? So don't lâu do hơn that, một chút, okay? an toàn hơn một If chút cho you tất cả are quý a vị. bodhisattva, Và hôm nay tôi the nói cho truth quý vị you biết know. If hai you know điều. nothing Kiếp about trước the real inner tôi là spiritual Đại sư world, Baba then you Suvanshai, are not. và kiếp này So do not cheat tôi là chân vulnerable ngã people của mình, for your own demonic là Đức low Phật vĩ đại thực motive. sự. The funny Xuống bodhisattva, he trần lần knows. này You see, vì mục đích she đặc told biệt, the tôi Buddha hy sinh hết tất what cả, she nhiều thứ mỗi possessed, ngày. what Ngày she nào tôi cũng gặp practiced, rắc the rối, cunning method, bị đau đớn, hearing inside bị method, nhiều vấn đề the không inner thuận teaching lợi, method. nhưng tôi có thể đối phó với That's why điều she đó. can hear everywhere and Tôi help không nói để quý all vị thương sentient xót tôi. beings who call Không on Earth không, for help. nếu có thể giúp Then ai, she's tôi sẵn telling lòng. Buddha and his Có điều, assembly the truth bây giờ of quý vị nên biết all sự his thật spiritual để nhỡ status, sai. real status. Well, sometimes Tôi đang hồi phục, funny nhưng bodhisattva không chắc là thân thể appears có thể tồn tại được lâu in a không. female form and Cho sometimes in nên, a tôi male cứ nói form, cho so quý you vị can biết hai call điều. as him or her. It Bởi doesn't vì tôi matter. không còn sợ We nữa. don't really have any sexual Không ai có thể làm gì thêm với tôi. physical Lúc này organ nữa, in the soul in order nhờ to ân điển của say that Thượng I'm a Đế, male or tôi có I'm a thể giúp female. bất cứ ai, có thể giải thoát bất Last cứ ai life, tin the cậy last tôi. one just before this life, I was a male Những in người tin India. tưởng tôi, Yeah? I nhưng was họ cũng phải nên từ bi hơn đối với chính Savasinchi mình. Maharaj. Now I tell you the truth. Để làm con người có phẩm I'm cách, not afraid to không tell you chỉ the dựa truth vào sự giúp anymore. đỡ I của used to tôi. be more Thượng Đế sẽ giúp secretive. I những didn't ai tell you all this biết tự giúp personally. chính mình. As I Đó want là như to thế keep đó. my work on earth a Quý vị little nên tự giúp longer, mình. Quý vị a là little Phật, safer for you Phật all. tương lai. And now I'm Ý tôi telling nói you đang two trên đường things tới today. quả In the vị last Phật. life, Quý I vị là was con cái của Thượng Savasinchi Đế. Maharaj. And Hãy this xứng life, đáng với địa vị đó. Thế I thôi. my true self, Hãy có phẩm the giá. real Hãy tốt với great chính Buddha, mình. has come this time Và for a vì tha special nhân. purpose. I Và mỗi sacrifice ngày, everything, hãy my biết ơn Thượng energies, Đế. every Biết day. ơn tất cả các vị chư Every thánh day I hiền mà have đã hy sinh tột trouble, cùng I vì have quý pain, I vị. have unfavorable Thành ra issues, không có gì but ngạc nhiên I can khi deal tất with cả all những this. người theo I can đạo của deal with các all chân this. sư I'm đều not thực sự telling you tôn to thờ feel các sorry ngài for me. No. và thực If I sự can biết ơn help các anyone, ngài.
bởi vì họ có những thể nghiệm vĩ đại từ lực lượng và sự giá trị của Minh Sơn. Hãy luôn nhớ đến Thượng Đế và Chư Thánh Hiền và không ngừng cảm tạ các Ngài. Bất cứ lúc nào quý vị nhớ đến, hãy dành ra vài giây, một phút để cảm tạ các Ngài. Để biết ơn về tất cả những gì quý vị đạt được trên thế giới này, và hơn nữa là trong cõi tâm linh, quý vị chỉ cần làm thế thôi. Nếu quý vị không muốn giúp tôi cứu thế giới, thì tôi cũng không ép quý vị. Nhưng nếu quý vị làm điều gì đó, một chút việc như đi ra ngoài phát tờ rơi cho mọi người, hay là mang một ăn thuần chay đến cho ai đó, thì điều đó không có gì to tát cả. Đừng khoe khoang về điều đó. Ngay cả những người bên ngoài không phải là đệ tử của tôi, họ cũng tự nguyện ra ngoài giúp đỡ các tổ chức khác nhau, dùng tiền của chính họ, mồ hôi và nước mắt của chính họ để giúp đỡ, và cũng đóng góp tiền hay là thời gian quý báu của họ, và không ai ca ngợi họ hay bất cứ gì hết. Họ cũng không lên truyền hình. Họ là những anh hùng thầm lặng đang làm việc xuất sắc. Họ đang giúp rất nhiều, không chỉ tự nguyện mà trong đời sống thường nhật, thậm chí chỉ để cho gia đình họ cũng là một công việc cực nhọc rồi. Và họ đối xử với đồng nghiệp, với sếp ở nơi làm việc để sinh tồn cũng là một công việc vất vả rồi. Cho nên nếu quý vị, những người gọi là tín đồ của tôi, ra ngoài làm một chút việc nhỏ nào đó, hoặc nhất truyền hình vô thượng sư theo cách nào đó, đừng nghĩ đó là trọng đại. Tôi biết đa số quý vị thì không, tôi chỉ nói phòng khi thôi, tại vì quý vị tu thiền có thể nhìn nội tại với thiên địa và biết nhiều về nghiệp, về những hậu quả từ những việc làm. Nếu thực sự tu hành, quý vị biết điều đó rồi, cho nên sẽ không làm những điều khờ dại đó. Tôi chỉ nói vậy để lỡ như bất kỳ ai trong quý vị vẫn còn đang ở đẳng cấp thấp, đang rơi vào loại bẫy này, những người đã sa ngã rồi, đã bị ma quỷ hung hăng bắt đi rồi, tôi biết tất cả họ, nhưng tôi không làm được gì nhiều. Vì đó là sự lựa chọn của họ. Và mặc dù tôi cảm thấy thương cho họ, nhưng có lẽ đó là những gì họ muốn. Nếu nghiệp dẫn họ đi theo hướng đó, và họ ở lại với loại này, thì đó là sự lựa chọn của họ. Tôi không thể làm gì nhiều về điều đó. Tôi chỉ biết khóc thương cho họ, lo lắng cho họ và kiếp sau khủng khiếp của họ. Nhưng tôi không thể làm gì nhiều. Ngay cả Thượng Đế cũng để cho nhân loại có ý chí tự do. Tôi là ai mà có thể ngăn cản bất cứ ai? Vả lại tôi không có đủ thời gian, và thậm chí không thể đi đến từng nhà để bảo họ: ồ, quý vị không nên làm điều này, không nên làm điều kia, đó là nghiệp xấu, ở địa ngục đang chờ quý vị. Tôi không thể làm như vậy được. Cho nên quý vị hãy tự chăm sóc bản thân. Ai vẫn còn tin tôi thì xin hãy bảo trọng nhé. Hãy khiêm tốn, biết ơn, tinh tấn tu hành và đối xử tốt với tha nhân. Bất cứ khi nào có thể, nếu có thể, kể từ khi quý vị theo tôi và thọ tâm ấn từ tôi chưa bao giờ yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì. Quý vị tập hợp lại và tự làm mọi việc, và dù quý vị không giúp tôi làm công việc truyền hình vô thường sư, tôi cũng chẳng nói gì. Tôi không bao giờ la rầy quý vị vì không làm điều đó. Ít ra quý vị là người ăn thuần chay. Ít ra quý vị cũng thiền, lúc có, lúc không. Ít ra quý vị không làm hại ai, nên tôi đã biết ơn rồi.
Cảm tạ Thượng Đế cho nên đừng lo lắng, quý vị làm được gì thì làm. Chỉ đừng khoe khoang về điều đó, đừng quá kiêu hãnh về điều đó. Nếu quá kiêu hãnh, quý vị sẽ mất công đức, bởi vì đó là ngã chấp. Tôi suy nghĩ, tôi làm điều này, tôi làm điều kia. Hãy tránh xa ngã chấp, thì mọi tội lỗi hay nghiệp của quý vị sẽ rời xa quý vị. Còn mong tất cả quý vị được ban phước lành, xin Thượng Đế mở kho nhân từ và ban cho quý vị thêm sức mạnh, thêm trí tuệ và thêm lòng từ bi để tiếp tục đời sống ngắn ngủi mà chúng ta đang có trên địa cầu, và thậm chí đời sống đó bị cắt đột ngột. Quý vị biết điều đó rồi. Vì vậy, hãy là quản gia cho thời gian quý báu của mình, cho vận may lớn lao của mình. Khi gặp được chánh pháp để tu hành như pháp môn Quán Âm, không có gì khác quan trọng hết. Được rồi, xin cảm tạ Thượng Đế, xin cảm tạ tất cả các vị minh sư, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và tất cả các chúng sinh tốt, cao thượng, những người làm theo thiên ý để giúp tha nhân trên địa cầu, mọi chúng sinh trên địa cầu có tri giác hoặc vô tri giác. Tôi mãi mãi ban ơn Thượng Đế toàn năng, và tôi cảm ơn tất cả quý vị. Mong tất cả quý vị được ban phước, mong tất cả quý vị được yêu thương, cảm nhận và thực hành tình thương. Amen.